time someone turns to be the one that gives you everything just like you need. Xin chào tất cả mọi người, lại là mình Ngân đây và chào mọi người đến với tập Ho Tết tiếp theo của mình. Nếu mà mọi người chưa xem tập Ho Tết trước của mình thì mọi người có thể click vào video trên này, mình sẽ để video ở đây cho mọi người xem nhá. Và hôm nay tất cả đồ mình cũng đều có ở đây rồi. Ở đây chắc là cũng có đến khoảng chục cái item nữa để cho mọi người có thể xem video và tham khảo mua đồ Tết. Nên là không thể dòng nữa, cũng bắt đầu video mình thôi. Trong ngày hôm nay thì mình có cả áo dài Tết này, áo dài cách tân ấy, có cả áo Tết, có cả đầm luôn. Nên chắc là sẽ hợp với sở thích của nhiều bạn hơn đấy. Chắc là mình sẽ bóc áo trước nhá. Thì ở đây mình có một cái áo rất là Tết, áo màu đỏ. Gì thì gì nói đến Tết là không thể thiếu những cái áo màu đỏ đúng không? Cái áo này nhìn ở trên ảnh trông nó khá là tiểu thư và khá là điệu đà nữa. Bóc ra thì mình thấy là cái áo có một cái dây rất là dài như này. Chắc là nó sẽ lắp vào đâu đấy. Ở đây, đây có một cái cúc như này. Trên cái dây này nó sẽ có hai cái người ta làm để luồn cúc vào. Thì mọi người có thể chọn cái tùy ý để lồng vào cho nó phù hợp với độ dài của người mọi người nhá. Cái phần này chắc là mình nghĩ là nó sẽ ấy vào cổ như này. Nó như kiểu là một cái choker cổ ấy, rất là xinh. Chắc là mình mặc lên mọi người mới có thể hiểu được. Ở đằng sau thì trơn thôi và ở đằng trước thì em nó sẽ kiểu kiểu như này. Nó như kiểu là một cái ngực hình trái tim ấy. Mình thấy là những cái áo mà có phần dưới vắt vắt như này thì nó rất là tôn người. Như ngày hôm nay thì mình cũng đang mặc một cái áo mà nó vắt vắt như này, tại vì mình ngồi ở góc này nên mọi người cũng không nhìn thấy. Và ở đằng trước ngực người ta sẽ may những cái đường thẳng thẳng như này để làm cái áo nó trông điệu hơn. Ở đây mình có thấy một chút xíu chỉ thừa này. Thì nữa mình sẽ hơ bằng cái bật lửa để nó hết. Còn xung quanh thì ổn, chắc có mỗi cái chỗ đấy thôi. Còn một điểm khá là hay ho ở cái áo này nữa, đấy là phần tay áo của em nó thì không phải là một cái áo bình thường mà nó sẽ may cắt như này, trông rất là tiểu thư luôn. Chất thun tăm này, không quá dày, không quá mỏng, có độ co giãn vừa phải. Mình nghĩ là khoảng 55 cân đổ lại thì sẽ mặc ok. Cái màu đỏ này cũng rất là tôn da nữa mọi người nhá. Tiếp theo mình có ở đây một em áo nữa. Đây là một em áo trắng. Đối với cái em này thì nó vẫn là chất tăm, là chất thun tăm. Nhưng mà mình có cảm giác là nó dày dặn hơn một chút xíu và cũng có độ co giãn vừa phải nữa. Còn mình để em áo kiểu này lên thực sự là nó hơi khó để show cho mọi người với hơi khó miêu tả một chút đi. Tại vì phải mặc lên chắc là mọi người mới hiểu. Nó có hai cái dây như này nhá. Đây là phần ngực của em nó này. Và ở đây sẽ là treo ở cổ này, còn cái này nó sẽ vắt ngang qua ngực. Ở một chút xíu ở phần ngực này trông khá là sexy đấy. Nó cũng sẽ giúp mọi người quay những cái đường xương quay xanh nữa. Tay áo của em này thì cũng là tay dài và mình nghĩ là nó sẽ trơn quá tay khoảng một nửa bàn tay đấy. Ở đằng sau ấy thì nó bình thường thôi, nhưng mà vào đằng trước thì nó sẽ hơi chéo chéo về bên trái như thế này. Mình thấy là cái em này thì nó may được cẩn thận hơn là em áo vừa nãy. Kể cả những cái đường vắt sổ ở bên trong hay là những cái đường may ở bên ngoài, tất cả những cái đồ mà mình mặc lên người trong những cái outfit thì mình sẽ đều để ở phía phần mô tả, phần description của video cho mọi người tham khảo. Nên mọi người có thể bấm vào đấy để xem thêm cả những cái màu của em này nhá. Thì như em này cũng có cả màu đen thì phải. Tiếp theo là áo thì mình có ở đây một em áo yếm mọi người ạ. Tết năm trước thì mình mặc một cái váy màu đỏ mà tay hơi phồng phồng, mình sẽ để ảnh ở đây cho mọi người xem. Xong rồi mình thấy một số friend Facebook của mình có đăng ảnh Tết, đăng ảnh mặc áo yếm, thế nên là mình nghĩ trong đầu Tết mà mặc áo yếm thì cũng xinh đấy chứ. Mình tự nhủ đến năm sau thì nào cũng phải mua một cái áo yếm về. Thì đây mình có một cái áo yếm màu hồng khá là xinh. Cái em này trên ảnh nó kiểu bay 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 ấy. Tại vì chất thì nó sẽ là voan, tại vì để trong cái gói ni lông nên là em này mở ra trông nó hơi bị nhăn một chút, chắc là treo lên thì sẽ hết. Có một cái áo này bằng cái dây như này. Cái dây này thì mọi người có thể lấy để buộc nơ ở cổ ấy, hoặc là mọi người có thể lấy để buộc cái phần eo vào, làm cái phần chiếc eo cho người nó thon thả hơn. Phần cổ may cũng bằng cái phần dây này này, và mình nghĩ là lên cổ sẽ khá là vừa phải. Ôi trông yêu ấy nhở. Thực sự là bình thường chủ yếu mình sẽ ăn mặc sporty với cả là hơi sexy một chút xíu thôi, chứ mình không mấy khi ăn mặc nhẹ nhàng như này. Thế mà nhìn cái em này vẫn phải ưng, tại vì em nó quá là xinh. Cái cổ đằng sau thì sẽ có hai cái cúc như này. Mình nghĩ là cái áo yếm này mặc lên thì cái phần khoét ở chỗ nách này nó sẽ sâu hơn một chút xíu so với cái áo mà mình đang mặc ở đây, nhưng mà không đến nỗi quá, hơi hở hơn cái áo này thôi. Với những cái em áo như này thì mình nghĩ là ở bên dưới thì mình sẽ mặc một cái quần màu trắng chẳng hạn, quần đùi màu trắng thì trông nó khá là yêu. Ở ngoài thì là lớp voan này, còn ở bên trong thì người ta có lót thêm một cái lớp nữa màu hồng phấn. Thì mặc lên trông có cảm giác là xuyên thấu nhưng mà nó không hở bất cứ một cái gì cả mọi người nhá. Và rộng rãi như này thì kể cả khoảng 55 cân cũng mặc lên được đấy. Em này thì cũng có tận mấy màu liền nên là mọi người có thể tham khảo những cái màu khác nữa nhá. Toàn mấy cái màu trông rất là Tết luôn. Đó, nói chung là tạm thời cầm ở trên tay mình khá là ưng ý cái em này. Chắc là sẽ cho em này khoảng 9/10 mọi người ạ. Tiếp theo đây là một cái áo dài kết tân. Tết nhất mặc áo dài vẫn cứ là đẹp nhất đúng không mọi người. Ở đây thì có một cái cáp thanh ghiu này và một cái dây chun shop tặng thêm gì này nữa. Mình mua ở đây ngày hôm nay thì là size S mọi người nhá. Mình sẽ để cân nặng với chiều cao của mình ở đây. Thực ra thì dạo này có vẻ là mình tăng lên khoảng 1-2 cân rồi mọi người ạ. Tại vì dạo này trời lạnh ăn bon mồm quá. À để nói đến chuyện giảm cân thì nếu mà mọi người dạo này cũng tăng cân như mình thì mọi người có thể comment ở bên dưới cái phương pháp giảm cân hay là một cái chế độ giảm cân nào đấy mà mọi người muốn mình thử. Mình sẽ, nếu mà có thời gian mấy hôm nữa mình sẽ quay thử để cùng giảm cân với mọi người. Trong này thì sẽ có một cái áo dài cách tân này và một cái chân váy khá là ưng cái chất của bộ này mọi người. Chân váy thì như mọi người thấy nó khá là bồng bềnh, trông bồng bềnh cực.
vải cũng khá là mềm mại đấy chứ. Ở bên trong thì nó sẽ có một cái lớp vải dày dặn như này, trông hơi bóng bóng mọi người. Và ở bên ngoài thì sẽ là voan. Cái bộ này mình thấy đường kim mũi chỉ may rất là chỉnh chu. Cái váy này thì là váy chun nên là mặc vào bụng sẽ rất là thoải mái, với cả là kể cả bụng nhỏ hay là bụng to thì mình nghĩ là sẽ đều có thể ôm được. Đằng sau váy thì sẽ có một cái khóa kéo như này. Nói chung là mặc đồ màu trắng thì mình cũng hơi rén đấy, nhưng mà với cái em váy này chắc là nó sẽ không lộ ra hay là gì cả đâu. Còn cái áo của bộ áo dài cách tân này thì nó sẽ là như kiểu áo wrap lần ý. Cái phần chính của nó thì sẽ như áo yếm, còn ở hai bên tay thì sẽ là kiểu wrap vào như này. Và tay này thì là tay lửng, nhưng mà mình thấy ở đây thì có vẻ là độ dài của nó sẽ quá phần cửu tay. Mặc kiểu van van này vào nó sẽ nửa kín nửa hở, trông rất là thướt tha luôn. Phần từ đây đổ lên trên thì sẽ là có thêm một lớp lót lót nữa mày bên trong, còn ở dưới thì nó sẽ có một lớp thôi và sẽ xẻ tà như này. Đây, những cái đường thân này hay là cành của hoa thì là in chìm thôi, còn những cái hoa này thì người ta may thêm ở bên trên, may nổi thì khá xịn sò chứ. Và mình cũng khá là ưng cái cổ áo này nữa, em nó sẽ kiểu như này, trông cổ hiện đại trẻ trung. Và ở đằng sau thì sẽ có một cái hạt ngọc trai để có thể cố định lại cái phần cổ này mọi người. Em áo này thì cũng có khóa kéo đằng sau nhá. Đây, may hay là vải này hay là những cái lót của em nó khá là dày dặn, mà mình mua cả hai cái này chỉ có giá là 235.000 thôi, quá là hời cho một bộ áo dài Tết luôn ý. Thực sự là mình không ngờ cầm trên tay nó được đúng như ảnh như thế này luôn đấy mọi người. Mặc lên chụp ảnh cũng rất là tôn da, kiểu nó sáng mặt hơn ý. Tiếp theo một em sân váy lụa. Tập ngày hôm nay những item đầu có vẻ hơi dịu dàng đúng không? Nhưng mà mình có vài cái item khá là cá tính sau đấy, với cả sexy sau đấy cho mọi người nữa. Dạo này mình hơi bị ảnh hưởng phong cách một chút xíu của những cái chị Tây ở trên Pinterest, những cái chị gái Pháp ấy. Mặc đồ rất là đơn giản thôi nhưng mà vẫn tôn được cá tính riêng này, vẫn có cái vibe toát lên thanh lịch cực kỳ luôn ý. Và mình phát hiện ra là trong tủ đồ mình chưa có một cái chân váy lụa nào thì phải, một cái thiếu sót hơi bị lớn nên là mình đã mua ở đây một cái em chân váy lụa màu xanh xanh kiểu blue pastel ấy. Đầu tiên mình cũng phân vân lắm tại vì không biết chọn màu nào, shop này bán khá là nhiều màu. Cái màu đen thì as always lúc nào cũng kết hợp đồ rất là dễ này, và cái màu đỏ đô thì mình cũng thấy lên hình rất là đẹp, với cả mặc lên người cũng rất là tôn da nữa. Cuối cùng thì mình chọn màu này. Cái chân váy này thì độ dài của nó khá là dài, mọi người có thể nhìn thấy ở đây, chắc là nó sẽ đến khoảng giữa cái phần bắp chân ấy. Mình nghĩ đấy là một cái chiều dài khá là hợp lý để mọi người mặc lên trông vừa cao hơn và cũng có thể tôn chân hơn nữa. Em này mình đặt ở đây thì là size S, có một cái khóa kéo này, khóa kéo này là ở đằng sau lưng đó. Khi mà mình chọn một cái em váy lụa như thế này thì mình nghĩ là cái chất vải là một cái mà mình ưu tiên hàng đầu. Mình cầm ở trên tay thì thấy cái chất này nó khá là ổn áp, chắc là nó sẽ không quá dễ bị xù như là những cái lụa mỏng mỏng bình thường. Em này dày dặn hơn là mình nghĩ, chắc là nó sẽ không bị xuyên thấu đâu. Những cái đường may người ta may khá là chỉnh chu này, mọi người nhìn qua cũng không thấy quá là rõ đúng không, và nó không bị kiểu gập ghềnh hay là kiểu làm nhăn nheo bị lộ cái đường lụa lắm. Với phần bụng của size S thì mình nghĩ khoảng 65cm, bụng 65 đổ lại thì sẽ xinh. Em váy này thì là kiểu đuôi cá nên phần đuôi em nó sẽ hơi xòe xòe ra một chút xíu như này. Nó chỉ xòe vừa đủ để khi mà bọn mình mặc lên sẽ tạo ra những cái đường uốn uốn nhẹ nhàng thôi, những cái đường uốn lượn ở đuôi ấy. Chưa đến 100.000, quá là đáng để đầu tư vì mình nghĩ đây cũng là một cái must have item. Mình còn có ở đây hai cái bọc đồ mà mình vừa nhận ở bên dưới, vừa nhận của Lazada, chưa hết nóng tay luôn. Trong bọc này thì mình có hai item, một đỏ một xanh lá cây, trông Tết chưa? Cái đỏ này thì là một cái em váy buộc cổ thì phải. Mình nhớ không nhầm thì lúc mình đặt mình nghĩ đây là đỏ thuần, nhưng mà hóa ra nó là kiểu đỏ cam ấy mọi người. Và nhìn ở ngoài có vẻ là nó cam hơn, ở trên camera mình show cho mọi người một chút xíu. Cổ của em nó sẽ nhìn này chắc là sẽ hơi hở ngực một chút xíu, và bọn mình sẽ buộc nó ở đằng sau lưng nữa. Và mình thấy người ta có may một cái đường chiết ở đây nữa, trông nó sẽ tôn dáng hơn, cũng như là nó chiết được cái eo của bọn mình vào một chút xíu ấy. Và cái em váy này là váy ngắn nhưng mà nó sẽ không bị ngắn cũng cỡ đâu mọi người ạ. Và mình thấy là cái độ dài này thì cũng phải đến khoảng giữa đùi mình đấy. Họa tiết hoa này thì quá là rực rỡ cho gì nữa, trông có Tết không cơ chứ. Đường kim cũng chỉ ok, không có bất cứ một cái chỉ thừa nào cả, may khá là chỉnh chu. Chất vải này thì sờ ở đây cũng quá là dày dặn đâu mọi người ạ. Nó chỉ là một lớp thôi ý. Nhưng mà mình nghĩ là cái chất vải này nó cũng không thể hở được. Ở phần lưng thì sẽ có khóa kéo nhìn này. Và cái em này nó lại còn hở lưng như này nữa, nên là khi mà mặc thì mọi người có thể tham khảo cái em áo ngực này, hoặc là mọi người có thể đơn giản là dán mình ra áo ngực thôi cũng ok, để cho nó lên dáng áo được ok nhất và cũng không sợ hở bất cứ một cái dây nào áo ngực ra cả. Trông cũng khá là cháy đấy, các bạn nào theo style cháy cháy một tí thì có thể tham khảo em váy này nhá. Và cái màu xanh, mình thấy là mọi người chọn màu xanh lá cây khá là nhiều, nhưng mà cái màu đấy thì ở trong tủ đồ mình cũng có khá khá rồi, nên là mình mua ở đây màu xanh kiểu xanh nõn chuối. À, nếu mà mọi người chọn màu xanh lá cây thì nó sẽ là áo kiểu áo lửng đến đây thôi, còn nếu mọi người chọn phân loại này của mình thì nó sẽ là dài hẳn luôn. Đây, tay dài hẳn như này. Mình chọn loại hàng này vì mình nghĩ áo kiểu này nó sẽ rất là phù hợp với mùa xuân hè, và mình có thể mặc rất là nhiều trong cái mùa hè. Khoác ngoài những cái outfit bình thường cũng khá là ok, nó còn có thể chống nắng nữa. Nghe xanh là cây nõn chuối thì hơi hãi, nhưng mà ướm lên da trông có vẻ khá là tôn da đấy, với cả cũng nhã nữa, không bị chóe quá. Mình thấy cái phần cúc của em áo này trông khá là hay ho, nhìn kiểu như nàng tiên cá ấy, lấp lá lấp lánh. À, trông giống cái vỏ chai đúng hơn đấy. Đường kim mũi chỉ ok, không có vấn đề gì cả.
Và em áo này chỉ có một lớp thôi nhá. Mỗi tội khi mà vừa mở ra nhấc ra khỏi cái bọc đồ thì mình thấy là nó hơi bị nhăn. Đây mọi người có thể nhìn đằng sau bộ áo nó bị nhăn này. Thì chắc là bọn mình sẽ phải là lại thôi. Với cái bộ này thì em quần ở bên dưới nhìn đằng trước cái cặp quần nó sẽ trơn, còn đằng sau thì là chun này thì có thể phù hợp với nhiều cái số đau bụng hơn. Hai bên thì sẽ có túi nữa, túi khá là to có thể ứng dụng được chứ không phải là túi may cho vui. Cái em quần này mình thấy chiều dài của nó cũng không bị ngắn cũng cỡ này, khá là dài so với những cái quần đùi bình thường mình hay mặc. Mình nghĩ là những bạn cao cao một chút khoảng 1m60, 1m65 thì mặc cái em quần này nó sẽ tôn dáng đẹp hơn. Còn mình thì mình hơi lùn ít, mình thích là cái em quần này nó ngắn hơn một chút xíu nữa, nhưng mà dài này thì mặc lên nó sẽ không bị thô, nó sẽ tôn dáng hơn, nó sẽ hợp mắt hơn với phụ huynh. Giá rẻ màu xinh có tính ứng dụng cao, mỗi tội là hơi bị nhăn một chút xíu khi mà mình vừa mới mở ra thôi, nhưng mà dù sao mình vẫn thích cái set này vì mình nghĩ là mình sẽ mặc nó rất nhiều trong mùa xuân hè. À, nói đến màu xanh ấy thì mình có một cái váy kiểu váy cách tân màu xanh khá là xinh, không biết là mình đã cho lên ho năm trước chưa, nhưng mà khi mà mình post ảnh lên trên Facebook, lên trên Insta thì mọi người hỏi khá khá nên là mình cho ở video này luôn. Nếu mà trời Tết năm nay còn nóng thì mọi người cũng có thể tham khảo cái em này để mặc. Cổ em nó sẽ kiểu cái này và có một cái đường chéo này trông như kiểu là mấy cái áo sườn xám ở trong phim Trung Hoa ấy. Thực ra khi mua cái em này mình cũng có hơi phân vân vì mình sợ là váy kiểu này với cả là hình kiểu này nữa trông sẽ hơi bị già, trông hơi bị dừ ấy. Nhưng mà may khi mua về mặc lên người thì lại khá là tôn dáng với là tôn da. Thế này thì là vải thun in hình có co giãn một chút xíu đây và khá là mềm mịn, sờ rất là thích luôn. Dù nó may một lớp nhưng cũng không lộ gì cả mọi người ạ. Ở dưới chân váy thì người ta cũng có xẻ một chút xíu như này nữa, trông khá là điệu. Tất cả những cái phần viền váy này hay là những cái phần viền tay người ta đều có những cái viền màu đen như này. Em váy này xung quanh cũng trang thôi mà mặc lên trông cũng khá là nhiều tiền. Nếu các bác chưa bao giờ diện thử đồ xem là cây vào Tết thì các bác cũng có thể mặc cái em này thử vào năm nay xem sao nhá. Ok, cái bọc hàng cuối cùng cũng là item cuối cùng của ngày hôm nay thì mình có ở đây một cái váy size S. Nó là một cái váy body thôi và màu còn cháy hơn cả cái váy đỏ nãy nữa. Cái shop này mình đặt là một cái shop quốc tế, công nhận là những cái shop quốc tế người ta làm đồ cháy thật mọi người ạ. Nhìn trông rất là độc ấy. Cái em này ấn tượng đầu tiên của mình khi mà cầm trên tay có vẻ là nó hơi bị mỏng. Cảm giác là nó chỉ dày hơn một cái váy ngủ một chút xíu ấy. Nên là nếu các bác muốn mặc váy dày đặn hẳn thì có vẻ em này không phải là một ứng cử viên sang da lắm. Nhưng mà màu của em nó là màu kiểu gradient. Chuyển màu khá là nghệ. Nhìn này, ở trên thì có viền ren màu đỏ này và ở dưới đến phần gradient vàng thì nó viền ren màu vàng, trông khá là tinh tế đấy chứ. Màu cái ren may thêm vàng này với cả màu vải trông khá là đồng nhất với nhau. Ở đằng sau thì ngang bình thường đó mọi người ạ. Và ở đằng trước thì sẽ là cổ như này, trông khá là sexy đúng không? Nếu các bác không muốn bị sexy hở hang quá thì mình nghĩ có thể khoác ở bên ngoài một cái áo lông màu trắng này hoặc là một cái blazer màu đen, màu xám gì đấy. Chắc khi mặc em này thì cũng phải dàn miền dàn ngực thôi. Có một cái điểm hay ở em áo này đấy là dây của em nó thì có nấc điều chỉnh này. Đấy, nên là mọi người thấy dài quá hay là ngắn quá thì có thể điều chỉnh cái nấc này cũng khá là ok, hai bên đều có nhá. Nói chung là mình mua cái em này vì cái màu gradient, cái màu kiểu truyền màu của nó, tại vì trông khá là hay ho ấy. Cầm ở trên tay thì cái màu chuyển khá là giống ảnh nên khá là ưng ý, mỗi tội là mình muốn nó dày hơn một chút xíu, với cả là nếu ở bên trong màu cũng giống hệt ở ngoài nữa thì tốt thế thôi. Nhưng mà cái em váy này cũng khá là rẻ, khoảng hơn 100.000 nên là chắc là không thể trông mong quá là nhiều được. Yay, đó là cái đống ho Tết ngày hôm nay. Khá là nhiều màu với cả khá là nhiều phong cách, vì mình nghĩ là mỗi bạn sẽ có một cái màu sắc yêu thích cũng như là một cái phong cách riêng. Mong là mọi người đã chọn cho mình được một cái đồ xinh xẻo nào đấy để có thể mua và đón Tết. Đừng quên subscribe channel của mình và hẹn mọi người trong video lần sau nhé. Bye bye.